cho tao tự do cái ăn tự nhiên đi, thì có gì tưới đâu ông tự đuổi nó do. ra, tưới cho nó đuổi nó cho nó rã đất ra lần một Quay lần lên xong đó, rồi thấy mình có ăn đó, thì mình đi làm vất vả thì mình ngồi mình ăn có gì đâu. Mầm mầm nghe mầm. Đúng rồi đó, ăn vô. Quay thiệt vậy hả? Thôi. Ăn đi. Quay đi, chạy nó vui mà, nó có gì đâu, cứ ăn thoải mái. Ăn đi, ăn được. Ủa? Truyền thông phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tọa lạc tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là một phòng khám miễn phí hoạt động dựa trên y đức và lòng nhân ái. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và sự nỗ lực của đội ngũ y sĩ và nhân viên, phòng khám đã và đang mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cho người dân địa phương, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho việc nâng cấp hệ thống điện từ hạ thế lên trung thế. Việc này giúp cho nguồn điện sinh hoạt tại phòng khám được ổn định hơn, đảm bảo cho các hoạt động khám chữa bệnh diễn ra suôn sẻ. Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương và công ty điện nông thôn. Thay mặt cho phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, Thành Võ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh và công ty điện nông thôn Trà Vinh đã tạo mọi điều kiện cho việc nâng cấp hệ thống điện của phòng khám. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và công ty điện nông thôn là nguồn động viên to lớn để phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Xin trân trọng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hôm nay, tại khu đất rộng hơn 4.000 m2 được nhà hảo tâm hỗ trợ, các thầy và nhân viên của phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tổ chức trồng 100 cây xạ đen. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu quý cho phòng thuốc hỗ trợ chữa bệnh ung thư miễn phí. Tại đây, các thầy và nhân viên đã hăng hái cuốc đất, chuẩn bị hố trồng cây. Mỗi người đều nỗ lực hết mình, không quản ngại khó khăn, tiếng cười nói rộn rã khắp khu vườn, tạo nên bầu không khí vui tươi và ấm áp. Sau khi chuẩn bị hố xong, các thầy và nhân viên bắt đầu trồng cây xạ đen. Mỗi cây được đặt xuống đất một cách cẩn thận, dung dén từng gốc cây. Ánh mắt của mỗi người đều thể hiện niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi vườn xạ đen sum xuê xanh tốt. Cây xạ đen được biết đến với nhiều công dụng quý, đặc biệt là trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Việc trồng 100 cây xạ đen không chỉ giúp cho phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có nguồn nguyên liệu dồi dào để bào chế thuốc miễn phí cho bệnh nhân ung thư, mà còn góp phần vào bảo tồn và phát triển loại cây thuốc quý này. Sau 2 năm chăm sóc, vườn xạ đen sẽ phát triển xanh tốt, cung cấp nguồn nguyên liệu quý cho phòng thuốc. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân ung thư sẽ có cơ hội được hỗ trợ điều trị hiệu quả, giảm bớt gánh nặng chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hành động ý nghĩa của các thầy và nhân viên phòng khám cha tường ung thư cho không nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Đây là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Chúc cho vườn xạ đen của phòng khám cha tường ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ phát triển xanh tốt, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Rồi,
Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại thầy Thanh cùng với thầy Quý và chú Mao đang đứng trên vườn thuốc để mà tiến hành trồng cây xạ đen. Thì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu đào lỗ và trồng giống cây xạ đen xuống. Cũng xin chia sẻ cái niềm vui này tới tất cả quý cộng đồng mạng, các cô, các bác, các chú, anh về cái công việc làm hiện tại mà thầy Thanh, thầy Quý cũng như mọi người ở đây đang thực hiện. Trước tiên thì cũng xin được cảm ơn tới vị ân nhân đã giúp đỡ cho phòng khám, cho các thầy thuốc có được một nơi để có thể trồng những cái cây thuốc. Và những cây thuốc này khi lớn lên sẽ đem phục vụ cho quý bệnh nhân xa gần tại phòng khám, đã về tại phòng khám để được yêu thương cho không và được hỗ trợ bằng phương pháp chám nano, thảo dược nano. Thì đó là một cái niềm vui, niềm hân hoan ở trong lòng mà tất cả các thầy thuốc cũng như là các thành viên của phòng khám rất là biết ơn tới vị ân nhân này xin được giấu tên. Khi mà đứng trên cái miếng đất này tiếp tục làm cái công việc ở ngoài vườn, ngoài đồng như thế này, thì thầy Thanh, thầy Quý cũng như các thành viên trong phòng khám rất là thương nhớ đến cha. Vì trước đây cha cũng như là các thầy cũng đã từng làm cái công việc giống như thế này. Mình đi tới đâu, mình làm cái gì, mình đứng ngoài nắng, mình làm những công việc này, mình đều nhớ tới cái hình ảnh của cha. Cha từng ra ruộng, ra đồng, cha làm những cái công việc trồng cây thuốc, rồi từ cây thuốc đó tươi tốt mà cha mới sử dụng cây thuốc đó để cha giúp những bệnh nhân ung thư. Thì hôm nay thầy Thanh rất là vô cùng là vui mừng, cũng như là nhớ đến cha. Đó là giống như cái cảm xúc nó lẫn lộn vậy đó. Một mặt là vừa vui khi mà mình có thể đóng góp cái công sức của mình để giúp cho những người bệnh ung thư có được một cái cơ hội, một hy vọng vào một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó thì lúc này là lúc mà các thầy làm việc cùng với nhau mà không có cha bên cạnh, thì cái nỗi niềm thương nhớ tới cha nó cứ lúc nào nó cũng dâng tràn, nó không quên được. Cho nên đó là cái cảm xúc mà các thầy đang có hiện tại lúc này. Ở đây nè, hôm nay nè, các thầy đang tiến hành làm trồng những cái cây xạ đen. Cây này là cây xạ đen giống. Thì trong thời gian sắp tới đó là khoảng từ 1 năm tới 1 năm rưỡi thì cây nó sẽ trưởng thành và sẽ có những cái dược tính đủ để có thể thu hoạch. Thì hôm nay các thầy sẽ mỗi ngày buổi sáng thì các thầy thuốc sẽ ở bên phòng khám để chăm sóc và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Còn buổi chiều thì thầy Tiến, thầy Hạnh và các thành viên trong phòng khám vẫn tiếp tục giúp cho bệnh nhân. Còn nhóm còn lại là gồm có thầy Quý, thầy Thanh, anh Mao, anh Keo và các thành viên còn lại sẽ ra vườn thuốc để chăm sóc những cái cây thuốc như thế này, để thời gian sắp tới mình sẽ có được cái nguồn dược liệu tốt phục vụ cho bệnh nhân. Thì hôm nay thì thầy Thanh trồng xạ đen, và bên cạnh đó ở xa xa góc kia là có trồng xương khỉ, rồi chùm ngay, rồi mật gấu, những cây thuốc tương ứng sử dụng cho mục đích là giúp cho bệnh nhân ung thư đó. Thì xin giới thiệu với mọi người, ở bên góc bên này nè, mình có một cái căn nhà đó. Cái căn nhà này là của nằm trên mảnh đất này luôn. Đây là căn nhà của vị ân nhân đó, cũng nói với các thầy là nếu mà
có cần thiết thì mình cứ vô đó mình nghỉ ngơi. Có nghĩa là bình thường thì các thầy sẽ làm việc ở ngoài giường. Nhưng mà nếu mình muốn vô đó mình nghỉ ngơi thì mình sẽ dọn dẹp trong đó để mình vô đó mình nghỉ chân ở trong đó. Thì hiện tại thì cái nguồn thuốc của phòng khám đang sử dụng là có nguồn gốc từ Hòa Bình và được nhập hàng về đây gia công tại công ty trà Phú Quế. Và trong cái thời gian là 1 năm tới 1 năm rưỡi chờ cho cây thuốc ở đây nó lớn lên và nó đủ cái dược tính thì các thầy sẽ sử dụng nguồn dược liệu tại chỗ. Thì sắp tới thì khoảng chừng 1 năm tới 1 năm rưỡi thì có cái nguồn dược liệu nó đủ cái dược tính á, thì sẽ có thể phục vụ đáp ứng cho những nhóm bệnh nhân sau đó được tốt hơn. Còn riêng hiện tại thì các thầy cũng còn lệ thuộc vào những cái nguồn thuốc từ Hòa Bình đó, chị họ chuyển vào và mình gia công tại công ty trà Phú Quế đó. Thì hiện tại thì số lượng bệnh nhân trong phòng khám tính tới thời điểm này là khoảng 150 người ở thời điểm hiện tại, thì các thầy vẫn có thể đáp ứng được để mà chăm sóc tốt được những cô bác bệnh nhân đó. Thì cũng trong thời gian hôm nay cũng cố gắng là ra giường trồng những cái cây thuốc này để những thời gian sắp tới mình có cái nguồn thuốc tự sản xuất tại chỗ đó, mình sẽ cung cấp cho quý bệnh nhân tiếp đó sau nữa. Thì đó là cái định hướng mà các thầy ở đây cố gắng thực hiện. Như cha ngày trước á, cha có nói với các thầy khi mình đi ra giường thuốc mình làm như thế này đó thì trời và đất chính là cái nhà máy sản xuất thuốc cho mình đó. Cho nên là mình các thầy ghi nhớ điều đó, các thầy ra miếng giường các thầy làm việc, trong lòng trước tiên các thầy tạ ơn Chúa, các thầy đọc kinh cầu nguyện, rồi sau đó nhớ đến những gì cha dạy và thực hiện theo cái điều đó. Thì hôm nay các thầy đứng trên miếng đất này, trước tiên là thầy cũng cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ cho phòng khám, đã tin tưởng các thầy, đã để cho các thầy có thể trồng thuốc ở đây phục vụ cho bệnh nhân. Đó là cái niềm vui rất là lớn mà thầy muốn chia sẻ tới tất cả mọi người. Cái điều thứ hai nữa là thầy muốn tâm sự với tất cả mọi người rằng là các thầy cũng giống như biết bao nhiêu người có cái lòng ngưỡng mộ đối với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, vì cha là một linh mục mà cha có đời sống ăn cây cỏ mà hạt giống, yêu thương cho không mà lại cứu người, cứu bệnh nhân ung thư bằng cái công nghệ cha nghiên cứu ra là công nghệ cháo nano thảo dược, đem đến cho những bệnh nhân ung thư có một cái tia hy vọng vượt qua được cái căn bệnh. Thì hôm nay các thầy đứng ra, các thầy làm việc ở ngoài đồng ngoài ruộng chứ thật sự trong lòng rất là vui mừng vì mình đem cái công sức của mình làm một cái điều gì đó tốt cho bệnh nhân. Thì khi mà mình về nhà đó, mình ngủ nghỉ, mình nằm xuống, mình cảm thấy trong lòng mình rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Thì thầy nghĩ là xong trong thời gian sắp tới đó, thì khi mà có cái nguồn thuốc đủ để cung cấp cho những bệnh nhân thì sẽ đỡ được cái gánh nặng về phần kinh phí mình phải mua bên ngoài. Vì các thầy không có đất để các thầy trồng, các thầy phải hỏi mượn nơi này nơi kia để mình cố gắng làm sao mình phục vụ tốt cho bệnh nhân của mình. Đó là cái mục tiêu của tất cả mọi người, tất cả các thành viên trong phòng khám lúc nào cũng trăn trở điều đó. Đó là cái điều mà thầy Thanh rất là vui mừng. Thì thật sự ra khi mà thầy Thanh làm việc với nhiều vị ân nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, thì thầy Thanh thấy là mọi người giúp đỡ cho bệnh nhân thì thật sự ra cái nguồn kinh phí đó, cái điều kiện giúp đỡ đó thì những người đó làm việc rất là khó khăn để có được cái số tiền dành dụm, để có được cái điều kiện để giúp đỡ gửi về đây cho bệnh nhân thì thật sự
những vị đó phải làm việc rất là vất vả, thậm chí là những cái công việc hiện tại mà thầy Thanh cũng như các thầy ở đây làm nó không có là bao nhiêu so với những vị ân nhân nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân đã giúp các thầy đâu. Cho nên là hôm nay các thầy muốn dùng cái sức của mình về mặt chuyên môn thì giúp cho bệnh nhân bằng cái chuyên môn để giúp cho cái vấn đề điều trị. Còn cái sức của mình có thể mình ra ruộng, mình trồng thêm cây thuốc để mình có cái nguồn thuốc đó, mình giúp cho bệnh nhân. Như vậy thì đem cái cùng chung tay góp sức với tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước, cũng như là các quốc gia khác có những người Việt sinh sống đó, thì giúp cho bệnh nhân được có điều kiện điều trị là tốt nhất. Đó là thầy Thanh cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người. Hy vọng sẽ có những điều gì tốt đẹp tiếp kế tiếp, các thầy Thanh sẽ chia sẻ cho mọi người để chúng ta thấy được cái công việc ở đây các thầy đang làm.
Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.